Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Battle Official. Thì có một vài bạn hỏi mình về cách nào để đưa cái chụp âm bản ở trên cái máy photo 10 dòng Ricoh mà dòng như là 10 2060 10 5 sao Vin, để đưa cái phần chụp âm bản ra màn hình hoặc là chọn cái chụp âm bản. Thì nếu mà các bạn muốn chọn thì các bạn vào đây nè, các bạn nhấn vào trong user tool ha, các bạn nhấn vào trong user tool, sau đó các bạn chọn vào copier nè, document size nha, chúng ta không vào trong cái setting tâm đâu, chúng ta chọn vào đây nè. Rồi tiếp đến ở đây á, thì các bạn ở phía đây thì các bạn sẽ thấy có dấu nét nè, các bạn cứ nét xuống ha, các bạn nó nét xuống này. Thì đối với ở đây nó các bạn nét khoảng 3 ha, nét lần đến lần thứ 3, số thứ 3 thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có các cái mục ha, từ F1 đến F5 ha, ví dụ từ F1 đến F5. Thì nếu các bạn muốn đưa cái nào ra, ví dụ ở trong cái F1 là từ cái size 1 ra 2 size hoặc là F2 gì đó, các bạn bấm vào trong đây. Thì các bạn sẽ thấy hiện tại bây giờ là ở ngoài màn hình này nó đang chọn ở chế độ này. Nếu các bạn muốn chụp âm bản á, thì các bạn chọn vào đây ha, các bạn muốn đưa cái âm bản ra các bạn chọn vào đây nè đó, rồi các bạn bấm OK, rồi các bạn trở ra ngoài màn hình lại đây. Thì các bạn thấy hiện tại bây giờ cái âm bản nó đang nằm ở đây nè, rồi các bạn nhấn vào các bạn chụp thôi ha, nhấn vào các bạn chụp. Thì cái này chỉ có áp dụng cho trong cái phần in lụa thôi, tại người ta chụp in bản để người ta chụp phim để rọi phim lụa thôi, thì người ta mới chọn cái này. Còn nếu các bạn không có thì các bạn cứ vô lại các bạn đổi. Nếu các bạn thấy ở đây nha, mấy bạn mà muốn chọn gì đó thì các bạn cứ vào trong đây này, comment ha, các bạn cứ nét ở đây nó có 5 mục gì đó thì các bạn cứ nét hết số 3 mục, rồi các bạn cứ chọn muốn cái khay nào các bạn muốn đưa ra thì các bạn cứ đưa ra thôi. Rồi các bạn có thể là đổi một trong tất cả các icon này ra ngoài cũng được đây nè. Rồi sau đó ha, rồi chúng ta cứ bấm OK xong là được. Rồi khi xong chúng ta cứ exit ra. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ chọn được cái phần này ra màn hình ha. Cái vấn đề thứ hai đó là một vài anh chị có thắc mắc là tại sao mà in photo cái thẻ căn cước công dân á, tức là cái thẻ mới bây giờ, cái thẻ BBC bây giờ lại là phô ra nó không đẹp ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy trên này, trên màn hình của máy photo mình thì lúc đầu thông thường á, mặc định của mà thợ mà họ bán cho mình á, thì thường là ở cái mặc định á, là test. Ở đây các bạn sẽ thấy có 3 chế độ nè, thứ nhất test photo và test photo ha, chế độ test riêng, chế độ photo và chế độ hai chức năng, vừa test vừa chụp hình với lại vừa chụp chữ. Thì khi mà các bạn nếu đối với bình thường mà cái giấy cái chứng minh nhân dân bình thường chứng minh cũ á, thì các bạn chụp ở chế độ test thì nó khá là đẹp đúng không, tại nó rõ nét hơn, tại vì đối với trên đó thì cái nền hình á, nó sẽ có cái nền đa số là cái nền màu, nên do đó là khi mà các bạn đưa ra các bạn chụp thì nó rất là đẹp. Còn đối với căn cước á, thì cái nền hình là cái nền màu trắng, do đó khi các bạn chọn ở chế độ test này các bạn chụp ra thì nó là chụp theo kiểu dạng test dạng chữ, thì nó là từng nét rời, giống như là các bạn kéo lụa, các bạn có hình dung là kéo lụa nó là kéo rời. Thì khi đó đi ra là cái mặt á, thì nó sẽ trắng, cái nền nó đã trắng mà cái mặt nó trắng nữa thì nhìn nó không đẹp ha, nó không đẹp và nó không có rõ cái chứng minh cái căn cước công dân. Còn nếu mà để cho nó rõ thì các bạn chọn ở chế độ test photo nè. Rồi vấn đề thứ ba muốn chia sẻ ở video này là một anh hỏi là ví dụ như trong cái xử lý mà trong cái phần mềm xử lý trong cái phần mà trộn thư trong Corel á, thì đối với các con số ví dụ như là 15 triệu nhưng mà khi in ra ha, khi in ra thì nó lại không có cái dấu chấm hay dấu phẩy gì đó. Khi mà trộn thư xong thì trên khi mà xuất ra file trộn thư á, thì nó không có dấu chấm ở trong Corel. Thì đối với thông thường nó hay bị lỗi, các con số thông thường thì nó hay bị lỗi ở trong khi mà các bạn trộn thư bằng Excel, tại vì đôi khi nhiều lúc vô Corel nó không hiểu mấy con dấu chấm này, do đó mình để mà khắc phục lỗi này thì các bạn và các anh chị để thêm dấu phẩy ở phía trước để có thể thêm dấu phẩy như thế này nè. Khi mà các anh chị đánh thì các anh chị thêm số phẩy, rồi các anh chị sẽ đánh với các anh chị phải chọn file trong đây là ví dụ như 15 triệu thì các anh chị phải đánh như thế này đó. Thì khi qua đó thì qua Corel nó mới hiểu. Đó là cái cách mà xử lý cái không nhận diện chữ ở trong nhận diện dãy số ở trong Corel ha. Rồi đó là một vài vấn đề nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ ở video này. Khi mà các bạn gặp vấn đề gì trong quá trình các bạn làm thì các bạn cứ để lại comment ở phía dưới các video ha,
thì mình sẽ cố gắng mình trả lời sớm cho tất cả các bạn và các anh chị. Mình thấy có nhiều bạn và các anh chị thì hay cứ comment nó vào trong Facebook, trong cái fanpage In Ấn Channel. Thì đa số là trên fanpage mình ít có khi nào mà mình truy cập vào lắm. Đa số là sáng mình hay lên mình coi thử các bạn có các cái câu hỏi gì ở trong YouTube hay không, thì mình mới tiến hành mình làm video hoặc là mình trả lời tất cả các bạn. Thì hy vọng là các bạn nên tương tác ở trên YouTube thì mình sẽ trả lời sớm hơn. Còn đối với fanpage thì mình ít khi mình vào kiểm tra fanpage lắm. Fanpage chủ yếu là một phần kết nối để khi mà bạn nào ở trên hay sử dụng fanpage thì các bạn có thể là biết được những video của mình chia sẻ lên. Còn đối với trên tương tác trên fanpage thì mình ít vào tương tác trên fanpage ha. Nên các bạn cố gắng để lại ở dưới phần bình luận ha, các cái video mà các bạn coi và các bạn thắc mắc thì mình sẽ sớm trả lời cho các bạn. Rồi, video của mình sẽ kết thúc đây. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Bye bye nha.